kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Theo đó, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Hưng Yên ghi nhận thêm 13 ca dương tính với COVID-19. Để phòng chống dịch bệnh, các địa phương trong tỉnh khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách khoanh vùng dập dịch. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng du lịch taxi tuyến cố định từ Hưng Yên đi các vùng có dịch và ngược lại từ 0 giờ ngày 29 tháng 6. Giải phóng mặt bằng, điểm sáng ở Yên Mỹ. Dư luận bức xúc về tình trạng bạo lực học đường khi một nam sinh lớp 9 ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử bị bạn học cùng trường đánh phải nhập viện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư tỉnh ủy khóa 19, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện các ban đảng Trung ương, Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử. Nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2021. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh. Tỉnh khóa 17 gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua số lượng cơ cấu thành viên các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh và xem xét quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, với những nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trong suốt nhiệm kỳ, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước đảng, dân chủ thảo luận, sáng suốt, lựa chọn, bầu được người có đủ đức, đủ tài, đủ sức, đảm đương các trọng trách trong bộ máy của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, tích cực đóng góp ý kiến để quyết định các nội dung được Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, dự kiến thông qua tại kỳ họp này. Với ý nghĩa quan trọng đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, kỳ họp nghe đồng chí Đỗ Xuân Sàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, báo cáo thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Nghe đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Tại cuộc bầu cử lần này, cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,03%, thể hiện sự quan tâm tích cực và ý thức trách nhiệm của các cử tri. Đối với cuộc bầu cử, cử tri đã bầu đủ 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần và đều đạt tỷ lệ với số phiếu bầu cao.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới với nhiều cơ hội triển vọng phát triển, đan xen với những khó khăn thách thức. Tin tưởng rằng Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả của các khóa trước, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với sự thống nhất và tín nhiệm cao, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã được bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, được bầu trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 16 đã được bầu tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 16, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 16 được bầu tái cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 18 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. 100% các đại biểu đã nhất trí với kết quả bầu cử và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các chức danh của Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng giao phó. Với ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh, trên từng cương vị công tác, mỗi đồng chí sẽ kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, luôn cố gắng hết sức mình cùng với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Triển khai tiêm phòng vaccine. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên làm việc chiều nay, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã tiến hành bầu hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nghe thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày một số báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết và nghe các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên. Kỳ họp đã tiến hành bầu hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử gồm 20 ông bà đã trúng cử. Tiếp đó, kỳ họp nghe ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh công bố nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về thành lập 10 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, chỉ định tổ trưởng và tổ phó tổ đại biểu. Nghe ông Lê Quang Toản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Tiếp đó, ông Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình bày báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, tờ trình và dự thảo nghị quyết
về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên lần 2. Nghe ông Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ông Bùi Mạnh Hùng, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và bà Đặng Thị Gấm, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ngân sách và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó, ông Dương Văn Cảnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai, kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục làm việc tại hội trường và bế mạc. Kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Sáng nay, tại Công an tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ công bố có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ đã trao các quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an. Giao đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Công an tỉnh Hưng Yên đến khi có Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đồng chí Đại tá Phạm Đăng Khoa trong thời gian đồng chí công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời mong muốn ở vị trí công tác mới, đồng chí nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục rèn luyện phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và trong sinh hoạt, góp phần xây dựng tập thể Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tục chương trình thời sự. Hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 13 bệnh nhân COVID-19, trong đó huyện Phù Cừ ghi nhận ca bệnh đầu tiên liên quan đến ổ dịch huyện Yên Mỹ trong đợt dịch mới này. Còn tại huyện Kim Động xuất hiện ca dương tính, có nguồn lây mới là phụ xe tuyến Bắc Nam. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 6 bệnh nhân mới trong các khu vực cách ly phong tỏa từ trước có địa chỉ ở thị trấn Yên Mỹ, xã Trung Hưng, Thanh Long. Trong đó, 2 bệnh nhân liên quan đến quán cắt tóc Khoa Thơm, 3 bệnh nhân liên quan đến lái xe tuyến Bắc Nam, 1 bệnh nhân là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 3 ca ở xã An Viên và Minh Phượng. Trong đó, có chồng của nữ nhân viên Trung tâm Y tế huyện từng di chuyển qua nhiều tỉnh thành có dịch ở Việt Nam. Bước đầu xác định đây có thể là nguồn lây của chùm ca bệnh ở huyện Tiên Lữ hiện nay. Huyện Phù Cừ ghi nhận bệnh nhân đầu tiên trong đợt dịch mới này là nữ công nhân công ty Tân Á Hưng Yên ở thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng, huyện Kim Động, ghi nhận 2 ca bệnh mới. Trong đó, 1 ca ở thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên, 1 ca là phụ xe tuyến Bắc Nam ở thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng có lịch trình di chuyển đến thành phố Hưng Yên và tỉnh Bình Dương. Huyện Khói Châu ghi nhận 1 bệnh nhân ở thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên. Đến nay, ổ dịch công ty này đã ghi nhận 10 ca bệnh, tất cả đều đã được cách ly từ trước. Liên quan đến những ca bệnh mới, các địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa, giãn cách các khu vực có nguy cơ và thực hiện nhiều biện pháp cấp bách để dập dịch. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên cũng quyết định tạm dừng hoạt động vận tải khách bằng ô tô đến, về từ vùng có dịch, nhất là tuyến khách Bắc Nam. Tính từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 56 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 42 ca, huyện Tiên Lữ 5 ca, huyện Kim Động 4 ca, huyện Khoái Châu 3 ca, huyện Ân Thi và Phù Cừ cùng có 1 ca. Huyện Tiên Lữ ghi nhận thêm 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 5 ca. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện đã tập trung đẩy mạnh truy vết, thực hiện nhiều biện pháp mạnh để khoanh vùng dập dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch, huyện Tiên Lữ mở rộng truy vết được 153 trường hợp F1, 523 trường hợp F2, lấy mẫu xét nghiệm được 201 trường hợp, thành lập tổng cộng 13 chốt kiểm soát. Trong đó, 3 chốt liên ngành huyện, xã An Viên 7 chốt và xã Minh Phượng 3 chốt. Phối hợp với đơn vị phòng hóa quân khu 3 tiến hành phun khử khuẩn diện rộng toàn bộ khu vực trung tâm y tế huyện, xã An Viên, Minh Phượng,
Dị Chế, Ngô Quyền và thị trấn Vương. Trước cái diễn biến dịch rất là phức tạp, thì chúng tôi kêu gọi đề nghị nhân dân hãy tích cực cùng với chính quyền các cấp, chúng ta tập trung đảm bảo cái việc là khai báo, khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp phụ xe có địa chỉ tại thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, huyện Kim Động đã quyết định phong tỏa một phần khu dân cư Nghĩa Giang, nâng tổng số thôn, khu dân cư phải thực hiện phong tỏa trên địa bàn huyện lên 2 khu vực. Theo đó, từ 13 giờ ngày 29 tháng 6, thiết lập vùng cách ly phong tỏa khu dân cư thuộc thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng có diện tích khoảng 6.700 m² với 21 hộ, 76 nhân khẩu. Các khu vực còn lại của thôn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15. Toàn xã thành lập 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Trước đó, huyện Kim Động đã tiến hành phong tỏa thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá và giãn cách xã hội hai thôn Cao Xá và Cẩm Vũ, đồng thời đẩy mạnh rà soát truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh, phối hợp với đơn vị phòng hóa, quân khu 3 tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ xã Vũ Xá và khu vực hành chính trung tâm huyện, khẩn trương hoàn thiện công tác thiết lập khu cách ly tập trung số 2 của huyện tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên với sức chứa 60 giường, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng đưa vào sử dụng. 9 giờ sáng ngày 29 tháng 6, huyện Yên Mỹ thực hiện phong tỏa thêm khu dân cư xóm Đê Trong, thôn Long Vĩ, xã Thanh Long, có 65 hộ dân với trên 200 nhân khẩu do có ca bệnh dương tính với COVID-19. Đó là bệnh nhân số 16.164, là công nhân công ty Tân Á, Hưng Yên. Qua điều tra truy vết bước đầu xác định được 17 F1 liên quan đến ca bệnh này. Như vậy, tính từ ngày 21 tháng 6 đến nay, toàn huyện Yên Mỹ có 42 F0 thuộc các xã Trung Hòa, Tân Việt, Việt Cường, Thanh Long, Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ. Điều tra truy vết đến hết ngày 28 tháng 6 được 620 F1 đưa đi cách ly tập trung và 3.660 F2, 6.840 F3 theo dõi tại nhà. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 từ 0 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2021, thành lập 32 chốt kiểm soát phòng chống dịch không cho người dân ra vào khu vực phong tỏa, lấy trên 21.000 mẫu xét nghiệm tại xã Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ và các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn huyện nhằm không để lọt F0 trong cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19, huyện Ân Thi đã và đang thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2, F3 và những người trở về từ vùng có dịch. Cụ thể liên quan đến bệnh nhân 15.327 quê tại thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, hiện nay đã rà soát được 24 F1, 387 F2, 886 F3 liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại các huyện Tiên Lữ, Yên Mỹ, Khoai Châu, Kim Động. Huyện Ân Thi đã rà soát được 12 F1, 289 F2, 996 F3. Các mẫu xét nghiệm được lấy trong ngày đều cho kết quả âm tính lần 1. Toàn huyện có số đăng ký cách ly giám sát theo dõi sức khỏe là trên 2.900 trường hợp, trong đó cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và tại cơ sở cách ly tập trung số 1 của huyện là 34 F1. Đã có trên 1.100 điểm được phun khử trùng. Tại hai thôn đang thực hiện phong tỏa là thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi và thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, công tác phòng chống dịch được đảm bảo. Huyện Ân Thi đã hỗ trợ 6 tạ gạo và 6.000 khẩu trang cho các hộ nghèo của hai thôn. Nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn, từ 18 giờ ngày 27 tháng 6, thị xã Mỹ Hào đã tiến hành khoanh vùng cách ly công ty giày Ngọc Tề trong khu công nghiệp dệt may Phố Nối B thuộc phường Dị Sử. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp và công ty tiến hành phong tỏa nhà máy. Toàn bộ công nhân nghỉ tại nhà, những chuyên gia đăng ký tạm trú ở đâu thì cách ly tại đó. Riêng 32 người nước ngoài chưa đăng ký tạm trú thì đang ở lại công ty. Đến nay, thị xã đã rà soát đưa đi cách ly được 14 F1, công ty phân loại được 45 F1 và gần 3.500 F2, F3. Thị xã cũng đã quyết định cách ly 5 đơn vị theo chỉ thị số 15 của chính phủ là Phường Bần, Dị Sử, Phùng Trí Kiên, Nhân Hòa và xã Hưng Long. Đây là những địa bàn giáp danh với huyện Yên Mỹ và công ty giày Ngọc Tề. Đến thời điểm này, thị xã Mỹ Hào đã có 13 trên 15 bệnh nhân khỏi bệnh về nhà tiếp tục theo dõi và đang thực hiện cách ly 52 trường hợp F1, rà soát được 617 trường hợp F2.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhất là khi xuất hiện các ca bệnh liên quan đến lái xe đường dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến các vùng có dịch và tuyến cố định trên địa bàn. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 29 tháng 6, tạm dừng hoạt động hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch, taxi, tuyến cố định liên tỉnh từ Hưng Yên đi các vùng có dịch và ngược lại, đặc biệt là các tuyến vận tải hành khách Bắc Nam. Đối với vận tải hàng hóa được hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm việc phòng dịch theo quy định. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo phòng chống dịch theo công văn của Sở Giao thông Vận tải, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Vận tải Trần Gia, huyện Kim Động đã có những biện pháp phản ứng nhanh đối với các lái xe và hoạt động kinh doanh của đơn vị. Thực hiện cái công văn chỉ đạo của Sở Thông Vận tải từ 0 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2021 thì thực hiện công văn trên thì chúng tôi đã cho dừng mọi hoạt động vận tải khách bằng xe hợp đồng cũng như xe taxi và siết chặt phương pháp chống dịch tại văn phòng, và chúng tôi đã cho toàn bộ các anh em lái xe là đi đăng ký để chuẩn bị test sát Covid. Mặc dù là khi mà dừng hoạt động vận tải rất khó khăn nhưng để đảm bảo công pháp chống dịch của Ủy ban nhân tỉnh cũng như Ủy ban nhân Kim Động thì chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà trên như bên trên đã chỉ đạo. Từ 0 giờ ngày 29 tháng 6 là yêu cầu vận tải hành khách không đến các vùng dịch. Ban bến xe bến thủy là đã tổ chức là họp tuyên truyền cho đến các cái đơn vị kinh doanh vận tải là thực hiện nghiêm cái thực hiện phòng chống Covid của lãnh đạo sở cũng như là của các cái ban ngành đề ra. Thì là ban cũng đã kiểm tra giám sát các cái xe vận tải khách đi đến các vùng dịch cũng như là các vùng khác, thì riêng về vùng dịch là nghiêm cấm là không ký lệnh đi đến vùng dịch, còn các phương tiện vận tải khác thì vẫn hoạt động bình thường nhưng phải thực hiện tốt cái 5K. Trước đó, theo công văn số 2503 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh, công tác rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho các lái xe trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đến hết ngày 26 tháng 6 đã thực hiện xét nghiệm cho gần 1.000 lái xe đường dài. Một số địa phương làm tốt là thành phố Hưng Yên, huyện Phù Cử, Kim Động. Còn lại, 3 đơn vị là huyện Văn Lâm, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào chưa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với các lái xe. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Để đảm bảo an toàn cho đê điều chống úng nội đồng trong mùa mưa bão, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công hoàn tất hoành triệt và đẩy nhanh các hạng mục cống qua đê. Trong đó, dự án xử lý cấp bách sự cố cống Liên Khê trên đê sông Hồng thuộc địa bàn huyện Khói Châu đã hoàn thành 80% khối lượng. Trong những ngày vừa qua, đơn vị thi công đã tổ chức đắp lấp hoành triệt cống xong theo chỉ đạo. Hiện nay đơn vị thi công các hạng mục ngoài chân đê như kênh tiêu, đường dân sinh. Dự án sửa chữa nâng cấp cống qua đê trạm bơm Triều Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài đã hoàn thành cơ bản các hạng mục và đặc biệt là lắp các cánh cống. Hiện nay đang hoàn thiện lắp đặt hệ thống đóng mở cống và triển khai thi công kênh tả trạm bơm. Khi mực nước trong đồng cao, công trình sẽ được đưa vào vận hành để phục vụ tiêu úng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ đã triển khai phương án trọng điểm bảo vệ hai công trình trên theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, dự án cống Liên Khê và Triều Dương sẽ hoàn thành trong năm 2021 để đáp ứng nhiệm vụ phòng chống lụt bão úng cho các địa phương. Với phương châm đúng, đủ, công khai, lắng nghe, giải thích thấu đáo, nên thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Yên Mỹ cơ bản thuận lợi, góp phần thúc đẩy công nghiệp dịch vụ trên địa bàn phát triển. Đây là địa phận thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Đầu năm 2019, khu đất rộng 3,5 hectare này vẫn là đồng lúa. Đến tháng 4, khu đất này được giải phóng mặt bằng, bàn giao cho doanh nghiệp. Chỉ 6 tháng sau, một nhà máy sản xuất kết cấu thép, nhà xưởng quyền chế đã mọc lên và đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 100 lao động địa phương với mức lương hấp dẫn. Công ty cũng rất nhiều ưu đãi ngộ, chế độ lương thưởng, bảo hiểm bảo hiểm là đầy đủ. Thế còn lương cơ bản thì cũng từ dao động từ 15 đến 17 triệu. Việc xây dựng được nhà máy nhanh, đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến đã giúp doanh nghiệp này chiếm lĩnh được thị phần, đạt doanh thu cao chính là nhờ vào công tác giải phóng mặt bằng. Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên với lại phối hợp với lại ban giải phóng mặt bằng huyện Yên Mỹ cùng với sự ủng hộ của bà con nhân dân địa phương nên là công tác giải phóng mặt bằng của chúng tôi được rất thuận lợi, góp phần
Các công ty đi hoạt động rất là nhanh chóng ạ. Doanh thu của chúng tôi là đến năm 2020 là đạt được khoảng 450 tỷ trên năm ạ. Đã nộp vào ngân sách nhà nước là 2 tỷ 3. Dự án đường quy hoạch 34 kéo dài nối đường tỉnh 376 với đường huyện 45 có chiều dài hơn 2 km qua hai xã Ngọc Long và Thanh Long. Dự án chiếm dụng hơn 7 hectare đất canh tác của bà con nông dân. Sau 3 tháng triển khai, 100% hộ dân đã đồng thuận nhận đền bù bàn giao đất, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ. Của tôi chỗ đấy là hơn 400 m². Lúc mà được thông báo là lấy ruộng diện tích của nhà chúng tôi để làm đường thì chúng tôi cũng là nhất trí là đây là chủ trương chính sách của Đảng thì chúng tôi chấp hành. Tiền đền bù đất này, thế rồi tiền cây này, thế của chúng tôi là nói chung hoa màu là đền bù của tôi là thỏa đáng rồi. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, lắng nghe dân nói để dân hiểu, để dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng là kinh nghiệm tốt mà xã Đồng Than đang thực hiện. Tính đến thời điểm này là có 10 các doanh nghiệp đã và đang đầu tư dự án trên địa bàn. Thì đến nay thì đã có 8 công ty doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo số liệu tổng hợp do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Mỹ thực hiện, chỉ tính từ năm 2019 đến nay, Ban đang triển khai 57 dự án giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 222 hectare. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Thời điểm này, huyện Yên Mỹ có 6 khu công nghiệp với hàng trăm công ty doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, góp phần quan trọng để tỉnh Hưng Yên tự cân đối thu chi ngân sách và có phần điều tiết về trung ương. Kết quả này trước tiên có sự đóng góp đồng thuận của những người dân dành đất cho dự án, sau là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên công tác giải phóng mặt bằng ở Yên Mỹ đã và đang không còn là nút thắt, là giao cản, mà đang là động lực để Yên Mỹ phấn đấu trở thành đô thị loại 4 trong nay mai. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, vụ việc một nam sinh lớp 9 ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, sau khi đi lấy học bạ tại trường trở về thì đã bị bạn học cùng trường đánh hội đồng đến mức phải nhập viện đã gây bức xúc trong dư luận. Em bị các bạn đánh rất nhiều lần, các bạn đánh nhầm một đường vì em nợ mình. Bây giờ mấy cháu được 15 tuổi, con người ta đi học mà hiện tại cháu tôi phải ở nhà. Biết cháu tôi nên làm gì cả, tôi rất thương cháu tôi. Chỉ vì lý do mượn 10.000 đồng chưa trả mà nam sinh này đã bị ba bạn học cùng trường đánh đến mức sập lá lách và nhập viện cấp cứu. Đáng buồn hơn nữa, khi sự việc xảy ra tại đối diện cổng trường, năm em học sinh khác của trường cũng chứng kiến nhưng chỉ đứng xem và không hề can ngăn. Phòng giáo dục cũng đã đề nghị nhà trường, thứ nhất là quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của cháu, thăm hỏi, là báo cáo với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là chính quyền địa phương, công an xã để phối hợp xử lý, bởi vì vụ việc xảy ra năm ngoài nhà trường. Hiện vụ việc đã được công an xã Đoàn Đào tiếp nhận và đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.